Xin chào anh và các bạn, mình là Nemu của Nameless Gamer Channel. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với ngày thi đấu tiếp theo của cái sự kiện mà phân tích và dự đoán. Thì những cái kèo hôm nay nó khá là dễ đoán, nhưng mà mình tiếc một cái là có một kèo này thì là mình đã gọi sao ta? Bữa nay mình đi nha sĩ bên nhìn mình về mình uống thuốc cho nên mình cũng quên luôn. Thì thôi chúng ta sẽ bắt đầu từ cái kèo đầu tiên. Kèo đầu tiên thì quá rõ ràng là team đỏ là sẽ người chiến thắng, và bên đây chỉ có mình Adele. Adele thì là trong cái bảng của KOF 2003 thì Adele là một trong những con, nếu mà nói boss cuối cũng không hẳn nữa, tại vì boss cuối của cái game này là con Mukai. Adele như là support, còn cái team này là gồm có Dulon, Ashe và Sengu thì được gọi là team Ashe. Thì chúng ta sẽ cùng xem cái highlight của trận này. Dĩ nhiên là Adele thì làm sao mà cân được ba con này được. Chúng ta sẽ cùng xem replay. Một nổ đòn của Sengu đấm chết một chòi rồi, Adele bị dính cái lửa xanh là sẽ bị giảm sát thương cực kỳ. Ôi một pha tông chất lượng vậy chơi thì không có đam rồi, chỉ là có điều là con Adele thôi. Ôi ha, một cú đó sao ta, một cú đá bóc của Adele. Chắc bố cứu được búp thêm máu. Có một pha X-Max quá. Không có một cái đồng chiêu nào. Adele khả năng cao sẽ có nổ tiếp rồi. Ui tông chết luôn cả. Đúng là bố cứu được búp. Rồi đua lên thì X-Max đua sẽ có hai lần cái nội tại rồi. Thì khả năng cao mình nghĩ là Dulon chắc là Dulon bảo kê được. Pha này Adele tông. Ôi hui. Đúng là Dulon là MVP của game này. Trời ơi, một cú đấm của Sengu được mệnh danh là thần chiến tranh của Thượng Hải. Đó đúng rồi, team KF203, team nhân vật chính đấu với team chắc là chữ support của ta. Đó có nghĩa là bóp phụ á. Rồi chúng ta sẽ qua cái game tiếp theo. Thì như mình đã nói, cũng là team này mà là cái mùa giải 2003 này là team của Ashe này, là team du lịch, thì là boss cuối là Mukai, là lần đầu hé lộ là của những tụi đến từ quá khứ. Thì kèo này dĩ nhiên là Mukai là cái tỷ lệ ăn rất là cao, tại vì như mọi người đã thấy cái kèo của con Adele thì Adele đã rất là im ba rồi. Mà Mukai X-Max là mọi người biết là cái lúc mà cho dù nó hóa tượng đi, nó rất là trâu, mà chưa kể X-Max Mukai dặm đá rất là kinh khủng. Rồi kèo này thì điều này là điều dĩ nhiên thôi. Kèo xanh dễ ăn, kèo này mình được x2 nè. Coi như đấm ngay mua chai thì không nói. Rồi mua chai là có nổ tiếp. Trời ơi, quá đá của ôi. Có hai nổ luôn, giết giết ba con trâu được hai cái nổ luôn. Kinh. Xẹt cưa. Rồi bây giờ áp đánh cái này nữa là mưa cai có nổ tiếp. Khả năng cao là nếu mà một cái nổ nữa là con sen vui áp chết luôn. Có nổ mà. Ồ không có rồi. Mình nghĩ pha này mưa cai có nổ nhưng quá là không nổ à. Ủa chết rồi không? Chết rồi. Bây giờ phí hai cái nổ vô một cái bức tượng. Còn mưa cai rất là hóa tượng, cái mắt nó rất là trâu nha. Dù có là siêu gia cũng làm sao mà có thể phá được tượng. Rồi một pha dẫm đất. Ui trời ơi, cụ Leo qua đi ra. Rồi đu lo lên nội tại đi. Nhiều máu thì đã là sao. Trời ơi, pha dẫm đất chất lượng đến từ mưa cai. Rồi chúng ta sẽ qua cái kèo tiếp theo. Thì kèo này là bắt đầu là chuyển qua cái giai đoạn của KF11. Thì KF11 á, là Sengu á, và Ashe thì là sẽ team up với lại Oswald. Oswald là đây là lần đầu tiên xuất hiện và là một trong những con mà người sao ta được nhiều người chơi sử dụng nhất, gọi là top tier ở trong cái KF11 này. Cái Oswald rất imba. Rồi kèo này thì đánh với Sion. Sion là support của cái KF11. Thì kèo này nếu như mà mình được chọn á, thì khả năng cao là mình sẽ chọn kèo của Sion. Lý do tại sao? Tại vì kèo của Sion á, nếu như mà Oswald và Sengu không nổ trúng nha, không nổ trúng Sion
thì cái tỷ lệ mà Sion có thể cân lại được rất là cao. Tại vì Oswald nếu như mà muốn sống sót cái pha chọn của Sion thì Oswald là phải có lá Joker. Nhưng mà nếu như mà nói chung là cái tỷ lệ mà Sion cân được kèo này á, mình nghĩ là khoảng 60% Sion có thể cân được. Nếu như mà chúng ta sẽ cùng xem được đây, nếu như mà trận này mà Oswald và con Sengu không nổ trúng Sion thì cái tỷ lệ Sion cân là chắc chắn rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem rạp đây trận này. Ngay mà. Sao biết lắm. Kèo này Sion lượt một miễn không. Sion chọt là lãng ngoạn là áp hoặc sinh gu chết. Ồ không chết à. Thì nếu là pha này là chọt chết được áp luôn. Nhưng mà quan trọng là cái đầu tiên chắc cũng chết áp thôi. À không chết rồi. Quan trọng là chú có rút một Joker hay không. Chưa có Joker. Rồi Sion bay. Rồi đúng rồi pha này Oswald chết là ô chú Joker là Sion ăn. Pha rơi đá. Trời ơi chú chết luôn. Vãi cái nồi chú chết luôn. Đúng rồi game bắt thua á. Thật ra Sion là một con boss tết của các năm về trước mà, cho nên nó rất là imba. Đó cái 11 team anh hùng đấu với cái 11 Sion. Rồi tới kèo tiếp theo. Kèo tiếp theo thì là con Maki là boss chính xuất hiện. Thì kèo này rõ ràng là Maki là gần như là sao ta. Maki là một con vệ. Một con vệ mà có hiệu ứng và hồi máu nhiều. Chứ mình nghĩ là cái sát thương của cái smart Maki nó cũng không cao. Từ Maki là sát thương là 3 mục tiêu. Nhưng mà nếu như mà pha hai này Maki mà nổ trúng ba con trâu thì rất là buồn cười nha. Mình đang nghĩ tới cái chuyện này luôn á. Chúng ta sẽ cùng xem replay này. Mình nghĩ kèo này Oswald sẽ là highlight. Rồi chúng ta sẽ cùng xem. Mình sẽ cứ nổ ngay mấy con trâu rồi ta. À lực một thì Maki miễn không. Quay trở bà nổ ba cái nổ trúng ai. Trời ơi, chúng một con trâu thôi, chúng sinh vu. Sinh vu có nằm không? À không nằm rồi, trâu này đang yếu lắm. Một pha phá búp, cái đó là gọi là phá được cướp búp luôn. Rồi, cái đây là chú thể hiện rồi. Bây giờ chú đang có lá rô, pha này chú chém chắc là Maki nằm luôn. À, không nằm nhưng mà bị đi ăn cái choáng. Chúng ta sẽ được xem Esma của Oswald. Shocker. Carnifer no Shinzeyo. Chú vẫn rất là gân. Chú gân càng dài càng cay mà. Rồi chúng ta sẽ bước qua cái kèo này. Là kèo này là của KF13 nè. KF13 là khi mà Ad là gọi là sao ta, cháu chắc đánh với cụ tổ Saiki. Dĩ nhiên kèo này là quá rõ ràng rồi. Ad không có cơ đánh được Saiki. Saiki là một con vệ mà Esmax ngày xưa là gần như Saiki mà hóa quỷ là bóp là gần như con nào cũng chết nó, chứ không không nói riêng gì một con Ad mà Ad cùi bóp như là con Ad này nữa. Một con đã cùi bóp như con Ad này thì nhiên Saiki bóp sẽ chết thôi. Kèo này chỉ cần mà đánh dồn đam mà vô Saiki, Saiki một nộ là bóp, nhưng mà khả năng cao Saiki sẽ bóp những con trâu kia trước. Nhưng mà Saiki này là có khiên thì sẽ không sợ cái sát thương đến từ Ad. Ad lại không có CC nữa. Saiki thì là tứ môn độc chiêu sẽ có choáng nữa. Chúng ta sẽ cùng xem replay. Có chắc là nó đánh với cụ. Mezeveri nè. Trời ơi, mày bóp 20 mấy triệu. Làm sao mà sống nổi. Pha này cái khả năng Kaseki đầu kia sẽ choáng áp nè. À không có choáng à. S-Mark áp như là vũ nguyệt không ta. Mezeveri nè. Rồi xong. Trời ơi. Cụ tổ đã dạy cho cháu chắc một bài học về tính tôn ti trật tự. Kèo này rất là dễ. Khả năng cao là ngày mai là bắt đầu qua cái ngày cuối á, là qua kèo của cái 14. Và có thể là sẽ có một hoặc hai kèo của cái 15. Chúng ta sẽ cùng đón xem lượt thi đấu cuối cùng vào ngày mai. Thì video mình tới đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay và bổ ích thì để lại một comment, một like share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.